xuyên thư thành chết thay nữ phụ xuyên thư trước luôn nằm mơ thôn quê tiểu đạo gạch đỏ ngói phòng còn có một nam nhân mỗi lần mơ thấy nàng đều bị nam nhân thân chết đi sống lại nàng dự cảm chính mình muốn xuyên qua tìm không gian trữ vật tư quả nhiên xuyên cũng là một bộ trong sách một cái chết sớm nữ phụ vốn định mang theo đệ đệ xuống nông thôn cẩu trụ hai năm không nghĩ tới trêu chọc đến nữ chính bạch nguyệt quan vốn định rời xa nhân vật trong sách làm sao nguyên thư nữ chủ đúng là cái tâm cơ kỹ nữ, không cẩn thận lấy đạo của nàng, đem nữ chủ bạch nguyệt quan he làm sao bây giờ, nhà hát nhỏ lý cảnh ngôn, ninh ninh, ta vẫn luôn chờ ngươi xuất hiện, ta khi còn bé đã gặp được ngươi bây giờ. Một vãn chanh, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Lý cảnh ngôn, khi còn bé ngươi từng giúp ta, ta 16 tuổi thời điểm là ngươi nói, ngươi là bạn gái của ta là vợ của ta. Nhưng là ngươi nói xong liền biến mất, ta một mực chờ ngươi thực hiện lời hứa. Chương 1 Bắt đầu động vật tư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Nữ chính không có được nam nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Giấc mộng này quá thật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương bốn chợ đen bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương năm lên núi bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương sáu lý cảnh lời có điểm lạ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Nữ phối rơi xuống nước Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Gặp phải tương lai đại lão Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Nam nữ chủ điểm này chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 nhìn thấy phụ mẫu bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test